Miền Trung đất bội phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Dân mạng quay xe khi nhà chống lũ do Thủy Tiên xây dựng có tác dụng. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên đi cùng đoàn hội chữ thập đỏ Việt Nam đến Nghệ An để hỗ trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ. Thủy Tiên mặc áo mưa, dầm mưa, lội nước cùng với đoàn đến từng hộ gia đình, hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho người dân. Nhiều người xem đã dành lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa của Thủy Tiên. Cảm ơn Thủy Tiên, bạn đã làm được những gì nhiều người không làm được. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh người dân đến tránh bão lũ tại nhà cộng đồng do nữ ca sĩ xây dựng bằng tiền quyên góp. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến cơ quan chức năng và Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn. Trong lúc đại dịch gia tăng, Thủy Tiên bị bà Hằng gọi tên trong những người ăn chặn tiền từ thiện của đồng bào miền Trung. Cô đã công khai sao kê minh bạch 178 tỷ đồng và được Bộ Công an minh oan. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhấn nút like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất của kênh Việt Tin Nóng quý vị nhé.